Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay nha. Chiều nay mấy chị em có mặt tại mộ của Sư Minh Thiện. Xin thông báo còn đúng 30 ngày nữa là sinh nhật của thầy. Còn 30 ngày nữa nha cô chú anh chị ơi. Bữa nay là 10 tháng 11 rồi. 30 ngày nữa là 10 tháng 12 sinh nhật thầy, cũng là sinh nhật của cậu Năm luôn. Hai người thầy với cậu Năm là cùng ngày sinh nhật. Chị Bích mới làm kênh mới hả? Dữ vậy sao? Ai tạo kênh cho chị vậy? Ông Không. Cũng là ông Không nữa. Chứ giờ biết mượn ai giờ? Ông kêu ngớt đó. Ngớt cái nó ngủ rồi với nó làm. Bữa đó chị có nói. Chị nói là hết làm tưởng thôi, chị một kênh một được rồi. Kinh chị đang còn xong. Thế là chị làm để đó bạn. Thế là chị kinh được rồi, thôi đi. Đây nha chị. Hôm nay làm kênh mới đó, nó dữ trời. Quá dữ hành nào. Bây giờ là mộ thầy thôi. Hai buổi chiều này mới có nắng ha. Mặt trời vừa xuống núi, gần xuống núi mới có nắng à. Không, không có thổi nữa đó. Phải đâu, mình cũng như bả à, bả mình nói bả không có gáy đâu. Bà lì lắm. Bà già chứ bà lì dữ lắm. Ừ, cái nó có hai kênh lâu rồi đó nè. Cái kia
hai. Chó coi nó, chứ ai coi nó mà 2 cân 3 cân. Rồi, lau mộ xong rồi, bây giờ chuẩn bị thắp nhang. Rồi, để quét nhà thầy buổi chiều đi, cho nó sạch sẽ, gọn gẽ đi. Cái chỗ bà nội bà tha nhớt vô đây trời. Tháng nữa à, sinh nhật cả thầy ơi, sinh nhật thầy, sinh nhật cậu luôn. Này quầy 2-3 máy luôn ha, giữ thịt nha.
Và Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.